quên là cái gì. Thì trước khi bắt đầu giao quên là chúng like xem đăng ký nha. Ok quên rồi. Rồi thì hôm nay chắc là chơi chế độ giải đấu đi ta. Ok thì để chơi chế độ giải đấu từ từ mình phải bật nhạc lên lại đã. Install upgrade. Ok. Rồi được rồi, bật lại nhạc rồi. To 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 to. Tiếp tục. Xem bà này có chích cái lọ không cho căng đét nào. Chích cái lọ, ui trời cây dây à. Cây dây thì thôi anh em ơi. Ok chưa. Anh em bấm vào đây. Ở đây có thoát bỏ cuộc. Đấy trời, nó sẽ reset mới. Và chúng ta tiếp tục đánh. Đó. Bạn nào thích cày game thì chọn đối thủ dễ mà chơi. Đây, ở đây chơi solo. Này, đánh này, để mình phân tích nhá. Đây, phân tích mấy cái thằng Merrily, Tom, cái thứ này không bao giờ thắng được. Thằng này sẽ đối với Chick-a-Lot sẽ thắng mà lên được đây. Chick-a-Lot thắng mà lên đây sẽ đối đầu với cả chắc là Man Sanity. Chick-a-Lot sẽ thắng vào đây cho quyết cho mình em nhá. Ok chưa. Và mình tí mình sẽ đối với thằng Vlad kia kiểu gì cũng vậy. Sai được. Rồi, thôi không sao, vào đánh phát. Đáng lẽ mình nên dùng skin lava, còn chắc dùng skin mặc cả dầu cũng được em ơi. Tiêu. Được rồi anh em ơi, giờ chúng ta triệu kiếm ma cà rồng ra. À đây. Fair play, con ơi, quên đây. Fair play, ok chưa? Chơi gọi là công bằng. Fair play, ok chưa? Đấy, dùng kim cương mình bỏ ra thôi chứ mình cũng không có gì hết. Đấy, kim cương là do mình bỏ ra. Ôi trời ơi. Được rồi con ơi, được rồi anh em ơi. Kim cương là do mình bỏ ra thế nên là thôi mình cứ ngồi thoải mái đi. Để dùng tẹt ca đi anh em ơi. Ok chưa? Tiếp. Được rồi. Chúng ta sẽ bấm vào đâu ta? Đây, một ai này. Tải nhanh này. Đâu xem chúng nó gì. Ui giời. Kiếm thường kìa. Kiếm con ấy nhìn yếu quá anh em ơi. Con đấy nhìn yếu quá. Được rồi, lên. Đâm. Ta tạm nhà đi nha. Đâm. Đâu xem nào. Tinh. Hơi yếu anh em ơi, chờ thêm. Đây, chơi công bằng nha anh em nhá. Ô nghe nghĩ chơi công bằng nhá. Được rồi. Bây giờ thì chắc là phải chơi lần đầu chơi kiếm này. Sợ gì đâu, chơi kiếm này. Đâu rồi, bút đào vàng, đào mạnh lên, đúng rồi, đào mạnh lên nào. Ít tiền quá. Ui giời, đây rồi, một con khổng lồ, nơi nào. Bên kia sợ rồi, ui trời rồi. Công bằng solo fair play. Xinh. Mày đòi solo thôi, mình win nhanh ván này anh em nhá. Mình win nhanh ván này. Win nhanh ván này. Ván xong rồi, vẫn chưa rất yếu. Thằng này yếu quá anh em ơi. Ôi là yếu quá. Một chọc, hai chọc. Ok chưa. Thằng này quá yếu. Đòi solo kill. To. Mày muốn chơi à? Tiếp theo này, đổi qua skin mạnh nhất. Phải gọi lại đây chứ, skin mạnh nhất. Đấy. Đây nó là skin mạnh nhất mọi nhá. Ok, mình sẽ chuyển qua tượng cai thường này. Skin mạnh nhất, như mình lần trước mình đã so sánh ở đấy. Vậy là mình tưởng là yếu nhất. À yếu, không ngon. Nhưng mà không, bất ngờ chưa. Nếu như mà không điều khiển, vẫn rất là ngon. Ok, chờ rồi. Đây như là một ván tải nhanh, đúng rồi, thôi ván này mình không ấy được anh em ơi. Đây là một ván tải nhanh, bạn ơi, tải nhanh thì đơn giản thôi. 1, 2, 3, 4, 1 con này, 2 con, à. Sau đó cho một đàn cung ra, đơn giản vãi trưởng. Đâu rồi. Từng, đây ván này mình win sớm luôn này. Đây ván này win sớm luôn. Mình chơi install mà sao bạn này toàn đắc kiếm ra ảo thật. Chắc là bạn này đang ra. Mình sẽ điều khiển khổng lồ em nhé, bởi vì là đặc thù cái skin này nó chính là khi bạn điều khiển nhân vật
mà các bạn hạ được cái đỉnh. À, cái đỉnh thì chúng ta sẽ chịu hồi zombie của cái đỉnh. Đấy, kiểu đấy. Khá ngon, đánh ra là khá ổn. Đánh ra là khá ổn. Khá ổn, một cháu là zombie đấy anh em ơi. Đấy chưa? Một cháu đã trở thành zombie rồi. Giờ mình thuần hóa được con zombie khổng lồ nữa thì ngon luôn này. Úi giời. Đấy à, anh em gì à? Ôi, ai à? Em bị có tượng Free Fire cũng nơi, méo hổ thôi, em bị có tượng Free Fire rồi. Thôi chắc mình đứng ngoài, mình đập vào đây. Đây là. Này, mình đạp một phát nha, đạp một phát để hạ hết cái bọn đấy. Giờ mình chờ thêm phát nữa, mình đạp đúng một phát nữa thôi là mọi thứ nó êm xuôi. Làm mọi thứ êm xuôi rồi, một đập này. Ra một tấn zombie luôn nhưng thế này. Rồi zombie quá đông. Cực kìa đông zombie luôn. Úi giời. Đông quá. Đấy, giải đào thêm một cháu zombie nữa. Đấy. Đông vãi cả trưởng. Ôi nhưng mà sao đánh lâu không nhỉ? Rồi. Bung bắn cháy lên. Nào. Là vàng cùng thì mắc cung luôn đi. Ai kìa, mắc cung luôn đi. Là vàng cùng thì dồn hết vào cung bắn cho nhanh. Được rồi. Win ở đây, win chặt đây anh em ơi. Kèo này còn thua gì nữa. Trời, cam đảo luôn. Lần này mình sẽ đấu với con Finn ở đây đấu với Vin. Giờ sẽ đấu với Vlad. Đó, đây thằng hacker đấu với... Ô, vậy là thằng Z để khỏe hơn à? Đâu mình xem nào. Cái thằng Zen này nó chỉ có 3 sao, rõ ràng con này 5 sao mà vẫn thua được. Áo ma Lazada thật chứ. Mình chắc cũng phải 900 sao mất anh em ơi. Tài có 3 sao, con này tận 5 sao mà thua được. Đấu với Vlad 9 sao. Ok. Vlad 9 sao nó chơi skin dùng nham đi. Skin khỏe nhất một thời đã bị xóa ngôi rồi. Nhưng mà vẫn giữ được danh hiệu là ngon bổ rẻ vì nó rẻ nhất. Thế chưa? Chơi tượng kinh em. À vào sức tượng kinh rồi. Ra bàn này hay à. Ok. Với bàn này thì cực kìa đơn giản chiến thắng luôn, very very đơn giản. Đúng rồi. Bàn này thì quá là đơn giản luôn bởi vì chúng ta có kiếm dung nham. Kiếm dung nham đầu game thì cứ phải gọi là hết nước chấm. Nó cứ phải gọi là siêu khỏe. May lắm chứ cơ. Hai quẹt một cháu. Nào. Đấy, mình sẽ sử dụng tuyệt kỹ hai quẹt của mình. Đấy, rồi sau đó chúng ta cần là mình cần đưa quân của mình lên chém bay máu hết các bạn. Đào vàng này là xong em. Đấy, mình không cho chúng nó kịp về. Đấy. Ôi một đào vàng trâu quá. Okay, cho thêm kiếm này. Về cơ bản thì bàn này khá dễ anh em ơi. Này cơ bản thì khá dễ. Không có gì nhiều nên chơi qua cho nhanh anh em ơi. Đấy, bạn nào chơi bàn này bạn thấy nó cực kỳ đơn giản bởi vì là cơ bản ấy là chỉ cần đầu game anh em ghép được bọn kiếm thôi, ép được bằng bọn kiếm thôi nhá, là chúng nó không bao giờ có tuổi. Đây chẳng hạn bây giờ nhá, mình vượt trội rồi và quân mình vượt trội về sức mạnh rồi thì làm sao chúng nó có thể ăn được. Đã thế bọn đào vàng kia nó cũng không tấn công được cơ thì mình chém dần dần là chúng nó bay hết bọn đào vàng rồi. Đấy, mình cái chắc không xứng đáng bàn 9 sao gì cả. Không xứng đáng là bàn 9 sao anh em ơi. Ok. Mình chữa triệu hồi ra con mà mình đánh giá là ngon nhất trong skin dung nham anh em nhá. Chờ con giáo anh em ơi. Mình sẽ triệu hồi ra con mình đánh giá là ngon nhất trong dòng skin dung nham này. Chính là giáo dung nham. Ok chưa. Từng được rồi em ơi, chuẩn bị nào lên đấm giờ thì cứ phải là quá khỏe á, còn đây không có tuổi rồi. À hút cái này lên cho nó đào nhanh một chút đi nha. Đòi solo này okay, chắc mình ra thêm một con khổng lồ nữa đây. Ok, tăng tốc game simulator nha, mình sẽ tăng tốc game lên để cho chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn anh em ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ triệu hồi khổng lồ ra này, sao mình tăng tốc game này để cho cái khổng lồ ra nhanh hơn. Để cho khổng lồ ra nhanh hơn anh em ơi. Ok. Rồi, bù lại hai con đấy vừa mất anh em. Nào, rồi chúng ta cho quân lên.
Rồi, ấy à. Ấy à, nó tự cài Free Fire. Mình thì là ấy Free Fire. Ôi ôi, đồ lửa chứ vẫn cháy được em nhá. Đồ lửa chứ vẫn cháy tốt mà nè. Đồ lửa nhưng mà không cháy tốt. Và ở trận đấu cuối cùng đối với Chick Lỏ, sẽ sử dụng skin mà mình đánh giá là mình khá thích. Nói chung là mình khá thích cái skin này. Và mình sẽ để tượng cung. Đó, đó chính là skin băng. Đó, đây là một skin mình rất là thích bởi vì nó có cái ngoài ngoại hình đẹp ra chắc là chỉ thua dung nhan thôi. Thì thì thực sự là về tổng quan là ngoại hình nó khá đẹp chứ. Còn về sức mạnh, sức mạnh có quả làm chậm ngon bảy trấn. Ok chưa? Mấy tượng thì méo ngon lắm. Ok. Ok, mình thử solo công bằng đường đường chính chính với nó em nhá. Đầu tiên mình phải solo công bằng đã. Khá căng, khá căng. Kèo này khá căng con ơi, kèo này khá căng. Thực sự con chích cơ lỏ kia khá khỏe á, bởi vì là nó chích mà, nó chích cơ lỏ mà làm sao mình ăn được. Okay. Mà cứ thử đi, cứ thử đi. Mà mình chơi bài chậm lắm anh em ơi. À, mình biết anh em không thích chơi chậm mà thôi. Quyết định rồi, méo chơi bình thường nữa. Mua chơi dùng tiền đè người. À đâu, dùng tiền đè chít anh em ơi. Ô, đây là trận chiến giữa Chích Cơ Lỏ và cái gì nhỉ? Chích Cơ Lỏ và người Zick It. Ok, để xem được ai sẽ chiến thắng đây. Đấy, chờ cung ra đỡ anh em nha. Trận solo giữa Chích Cơ Lỏ và Zikit. Xem ai sẽ cái chiến thắng bạn ơi. Đấy, mình cho nó đạt thật nhanh. Cho con về, cho con về. Cho con về anh em ơi. Ok chờ. Rồi, lần này thì hai con khổng lồ. Đó. Ok. Một cái cầm giáo này. Rồi, lên xúc luôn này. Bật tượng laser lên rỉa ngon luôn này. Đấy, trời ơi. Hút hai con mẹ dích ra để mà hồi máu. Rồi, nó cũng phải gọi là tuyệt cả là vời. Được chưa? Nào, đòi solo à. Làm gì có cửa ngay, Vấn đề ở đây đó chính là Final Boss bên kia rất khỏe. Thế nên là để đối trọng Final Boss chúng sẽ có một con hit zone anh em nhá. Đấy, để mà có thể khắc chế được con Final Boss kia. Thế nên nó vuông, dễ hiểu em nhá. Đây nhá, khi mà cái này vẫn chưa chịu gian boss à? Đánh tiếp thôi, Đây, run Final Boss chỉ bé ghe. Bây giờ mình sẽ cho quân về. Và nào mà không có nhiều sản đấy thì anh em cứ sử dụng cái sấm sét cho mình. Sét đánh phát ông bay nửa cây anh em nhá, không bất chấp máu luôn. Đây. Đấy, đánh robot 3k máu của anh Nguyễn khác kiểu nó sẽ đánh theo phần trăm máu. Đánh 50% máu của boss, à đánh 50% máu của ấy. Cái boss nó có này chỉ có 6.000 máu thôi. Đây. Đây để mình xem. Đây với con này chỉ có mấy trăm này, 3.000. Để hình cho các bạn xem luôn này. Hồi tìm nó một con leader nha, leader này. Với số máu là 2 tỷ. Đây. Thì lúc này chúng ta sử dụng tuyệt kỹ sấm sét và nó đánh kiểu 50% máu hiện có anh em nhá. Đấy, tức là không đánh 2 phát 300 máu được đâu. Đây con này 2 tỷ máu nhá, một giật là 2 tỷ 100. Đấy, nhưng mà bây giờ mình sử dụng thêm một lần nữa. Đây, để mình bỏ một lần nữa mà nó giật theo nửa máu cái thằng này mà mình 2 tỷ giật nó bay cả giáp luôn rồi. Lần trước giật 3.000 máu đúng không? Xem nào. Ồ, không tới con này à? À đây giật chỉ còn 200 máu. Đấy là nửa của nửa. Đây đây. Mình xử lý được nè. Đơn giản thua làm sao được. Ok chưa? Rồi, mấy con bùi này đang ngồi bật. Ok con ơi, gần chết rồi. Easy. Chích cơ lỏ. To. Bây giờ mình tăng tốc độ game lên gấp 10 cho thằng này đứng nhảy em ơi. Ok.
ok cô ơi, nhưng thôi chắc mình cứ bạn là chỉ lấy cái nhạc thôi. Tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.